Trước mặt anh chị đây là những cây phong hoa đỏ Nhật Bản trưởng thành, nó cao khoảng tầm gần 2 mét, tán rộng khoảng tầm 1 mét anh chị nhá. Đây đều là những cây phong hoa đỏ thoát thân nguyên bản, chiều dài thoát thân của nó đây. Thoát thân được khoảng tầm 60 70 phân tùy từng cây. Cây đường kính gốc thì nó được khoảng tầm 3 phân 3 phân rưỡi. Những cây này thì đều được bên mình nhập khẩu trực tiếp nguyên bầu từ bên nước ngoài về nên là cái bộ rễ của nó phát triển rất là đảm bảo. Nên là khi anh chị trồng ấy, cây nó sẽ sinh trưởng phát triển rất là tốt. Nhiều cái đơn vị ấy là họ sẽ nhập những cái cây mà được đánh đất, họ chỉ đánh những cái bầu nhỏ thôi, đánh trực tiếp từ bên đó xong vận chuyển luôn về Việt Nam. Khi đó thì họ sẽ giảm được cái chi phí vận chuyển, đồng nghĩa với cái việc là cái giá cây cùng kích thước này có thể họ sẽ bán cái giá thấp hơn. Tuy nhiên thì khi anh chị trồng, cây nó sẽ phát triển rất là chậm, nó không thể có cái tốc độ sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh bằng những cây phong hoa đỏ mà được nhập khẩu nguyên bầu như này được. Đấy, những cây mà họ đánh rễ trần về đấy thì nhiều cây nó có thể chết. Đấy, trong khoảng tầm 2 tháng đầu là nó sẽ còn những cái chất dinh dưỡng ở trong cái thân này, hay là nó sẽ có thể đẩy những mầm mới lên. Tuy nhiên thì khoảng tầm 3 4 tháng sau, nhiều cây nó sẽ bị suy cây, kiệt cây, dẫn tới tình trạng là nó sẽ bị khô cành và dần dần là cây nó sẽ bị chết anh chị nhá. Đấy, nên là khi mua cây mình sẽ nên lựa chọn những cái cây mà được nhập khẩu nguyên bầu như này thì nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn. Đây, cây nào hiện tại vườn nhà mình đây. Đấy, cái bộ rễ nó phát triển rất là khỏe mạnh. Cái bầu này nó khoảng tầm 30 cân anh chị nhá. Đấy, cái bộ rễ của nó rất là khỏe mạnh anh chị này. Đấy, còn đây là những cây phong hoa đỏ Nhật Bản kích thước lớn hơn. Như cây này thì cũng được khoảng tầm 7 8 năm tuổi rồi. Gốc nó được khoảng tầm 5 6 phân anh chị nhá. Đấy, cây nào cũng đang sinh trưởng phát triển rất là tốt. Cái này thì bên mình có rất nhiều kích thước chủng loại phong hoa đỏ này. Những cây to hơn thì nó có chiều cao nó khoảng tầm 4 tới 5 mét. Cái đường kính gốc nó dao động khoảng tầm 15 tới 20 phân. Những cây đó thì đều được lâm ủ rất là kỹ lưỡng rồi. Anh chị mà quan tâm tới những cây phong hoa đỏ này thì cứ liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 hoặc 092 391 6866 anh chị nhé. Bên mình giao hàng toàn quốc, trong quá trình trồng và chăm sóc thì nhà vườn mình sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị để sao cây phong hoa đỏ này nó sinh trưởng phát triển một cách tốt nhất anh chị nhé.